Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Không ngờ cây nhỏ nồi chữa được 12 loại bệnh này. Cây nhỏ nồi, loại cỏ mọc hoang ngoài bờ bụi này, có tác dụng chữa nhiều loại bệnh rất tốt. Nhỏ nồi còn được gọi với nhiều cái tên khác nhau như bạch hoa thảo, thủy hạn liên, cỏ mực, vân vân. Do mọc hoang ở nhiều nơi nên có thể tìm được loại cỏ này khá dễ dàng. Sở dĩ có tên như vậy bởi nhỏ nồi khi được giá ra có màu đen như mực. Lương y Vũ Quốc Trung cho biết cây cỏ nhỏ nồi có tác dụng cầm máu nên sử dụng trong sốt xuất huyết để tránh sốt xuất huyết. Bình thường, người bị sốt xuất huyết có thể dùng cỏ nhỏ nồi giá ra uống, nhưng để tác dụng tốt hơn có thể kết hợp với các loại vị thuốc khác. Theo đông y, cỏ nhỏ nồi có vị chua, ngọt, tính hàn, không độc, có tác dụng lương huyết, cầm máu, bổ thận, ức âm, thường dùng chữa trị can thận âm hư, các chứng huyết nhiệt, sốt cao, chảy máu cam, mề đay, vân vân. Dưới đây là 12 bài thuốc hay từ cây nhỏ nồi. Thứ nhất, chữa cơ thể suy nhược, thiếu máu, ăn không ngon. Để cải thiện cơ thể suy nhược, ăn không ngon, có thể dùng cỏ nhỏ nồi, gừng khô 50g, mần trầu mỗi vị 100g, các vị chặt nhỏ sau sơ, khử thổ, đổ vào 3 chén nước dừa tươi, nấu còn 8 phân, uống ngày 2 lần. Thứ hai, chữa viêm họng, 20g cỏ nhỏ nồi và 20g bồ công anh, 12g củ rẻ quạt, 16g kim ngân hoa, 16g cam thảo đất, sắc lấy nước uống. Mỗi ngày uống một thang, dùng từ 3 đến 5 ngày. Thứ ba, chữa sốt cao. Khi bị sốt cao, dùng cỏ nhỏ nồi, xài đất, củ sắn dây, mỗi vị 20g, 16g cam thảo đất, 16g cây cối xay, 12g ké đầu ngựa, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. Thứ tư, chữa chảy máu cam. Cỏ nhỏ nồi 20g, hoa hòe sao đen 20g, 16g cam thảo đất, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. Thứ năm, chứa mề đay, nhỏ nồi, lá khế, lá xương sông, rau diếp cá, lá dưa chuột, lá nhài, giá nét, lá huyết dụ, cho nước vào rồi vắt lấy nước uống. Bá còn lại dùng để xoa, đắp vào chỗ sưng. Thứ sáu, chứa sốt phát ban. Cỏ nhỏ nồi 60g, sắc uống ngày một thang, chia 2 đến 4 lần uống trong ngày. Thứ bảy, chứa bạch biến. Nhỏ nồi 30g, đảng sâm 15g, sa huyền tử 15g, sức thược 10g, hà thủ ô 30g, bạch chỉ 12g, đan sâm 15g, bạch truật 10g, thiền thoái 6g, đương quy 10g. Các vị rửa sạch, đem sắc uống ngày một thang, mỗi đợt uống 15 ngày. Thứ 8. Trị eczema trẻ em. Để trị eczema trẻ em, có thể dùng cỏ nhỏ nồi 50g, sắc lấy nước cô đặc, bôi chỗ đau. Thường 2 đến 3 ngày sau là dịch trị giảm rõ ràng, đóng vẩy, đỡ ngứa, khoảng 1 tuần là khỏi. Thứ 9. Chữa sốt xuất huyết nhẹ. Cỏ nhỏ nồi 20g, lá trắc bá sao đen 12g, hoa hòe sao đen 12g, củ hoặc lá sắn dây 20g, cam thảo đất 16g, sắc uống ngày một thang. Thứ 10. Chữa gan nhiễm mỡ. Cỏ nhỏ nồi 30g, trạch tả 15g, nữ trinh tử 20g, đương quy 15g. Trường hợp gan nhiễm mỡ do nghiện rượu thì thêm kết canh 30g, bồ công anh 15g, chỉ củ tử 15g. Người béo phì dẫn đến gan nhiễm mỡ thì thêm đài hoàng 6g, lá sen 15g, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. 11. Rong kinh. Nếu nhẹ, lấy cỏ nhỏ nồi tươi giá vắt lấy nước cốt uống, hoặc cỏ nhỏ nồi khô sắc nước uống. Nếu huyết ra nhiều, cần phối hợp thêm trắc bá diệp hoặc cây huyết dụ. 12. Chữa râu tóc bạc sớm. Cỏ nhỏ nồi với lượng tùy dùng, rửa sạch, nấu cô đặc thành cao, rồi cho nước gừng, mật ong với lượng vừa phải, cô lại lần nữa. Cho vào lọ, khi dùng lấy 1 đến 2 thìa canh hòa nước đun sôi còn ấm, hoặc cho ít rượu gạo để uống. Ngày 2 lần, cao này có tác dụng bổ thận, tích tinh huyết.
một số lưu ý khi dùng những bài thuốc từ cây nhỏ nồi. Khi sử dụng nhỏ nồi để điều trị bệnh, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ về liều lượng, cách sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, khi bị sốt, chỉ nên sử dụng lá nhỏ nồi để đắp, miệng, nách, hạn chế đường uống để đảm bảo vệ sinh vô trùng cho trẻ. Đối với những bệnh nhân có tiền sử bị rối loạn chức năng đại tràng, đầy bụng, chậm tiêu thì không sử dụng thuốc từ nhỏ nồi. Phụ nữ mang thai uống nhỏ nồi có thể bị sảy thai, nên trường hợp phụ nữ mang thai bị sốt xuất huyết cũng không được uống theo những bài thuốc này. Loại quả phổ biến nhất thế giới là thần dược chống ung thư, bệnh tim mạch. Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong loại quả này giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật, trong khi vitamin và khoáng chất của cà chua giúp hỗ trợ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Dinh dưỡng trong cà chua. Cà chua giàu các vitamin E, E, K, B1, B3, B5, B6, B7 và một nhóm vitamin C. Một số khoáng chất quan trọng trong cà chua bao gồm folate, sắt, kali, magie, chrome, choline, kẽm và phosphor. Lycopene là chất chống oxy hóa chính được tìm thấy trong cà chua. Ngoài ra còn có beta-carotene, neurotranin và acid chlorotranic. Mức dinh dưỡng này khá ấn tượng đối với một loại quả bao gồm 95% là nước, 5% còn lại chủ yếu là chất xơ và carbs. Một quả cà chua cỡ trung bình chỉ có 22 calo. Vì vậy, nó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến chế độ ăn uống của bạn. Nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào đó, cà chua mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Thứ nhất, sức khỏe tim mạch. Lợi ích của cà chua đối với sức khỏe tim mạch đã được các nghiên cứu chỉ ra rất cụ thể. Chất xơ, vitamin C, kali và choline đều giúp hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh. Kali đặc biệt làm giảm huyết áp và do đó giảm bớt căng thẳng lên tim. Hàm lượng lycopene cao làm cho cà chua đặc biệt tốt trong việc giảm nguy cơ đột quỵ xảy ra khi lưu lượng máu đến một phần của não bị ngăn chặn. Bởi vậy, cà chua là sự lựa chọn tuyệt vời để giúp tuần hoàn máu đến tất cả các bộ phận của cơ thể. Thứ hai, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cà chua là thực phẩm có hàm lượng GI thấp, có nghĩa là nó sẽ không làm tăng lượng đường trong máu. Do đó, cà chua được khuyến cáo sử dụng trong hầu hết các chế độ ăn uống của bệnh nhân tiểu đường. Chất chống oxy hóa lycopene được cho là giúp khôi phục sự cân bằng sinh hóa ở những người bị tiểu đường và hàm lượng chất xơ cải thiện lượng đường trong máu cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2. Thứ ba, giúp xương chắc khỏe. Lycopene giúp xương chắc khỏe bằng cách duy trì một tỷ lệ canxi khỏe mạnh trong cơ thể. Lycopene cũng làm giảm sự hình thành và hoạt động của osteoclast, đó là những tế bào chịu ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của xương khớp. Do đó, cà chua đặc biệt tốt cho phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh có nguy cơ bị loãng xương. Nhiều nghiên cứu từ lâu cho thấy những người ăn nhiều cà chua có tỷ lệ loãng xương thấp hơn với những người ít ăn loại thực phẩm này. Thứ tư, ngăn ngừa ung thư. Bất kỳ thực phẩm nào có chứa nhiều chất chống oxy hóa đều có thể bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các bệnh ung thư theo nhiều cách khác nhau. Các chất chống oxy hóa trong cà chua rất tốt trong việc giảm stress oxy hóa và viêm mãn tính, điều kiện chín muồi cho sự phát triển của tế bào ung thư. Lycopene trong cà chua đặc biệt có tác dụng bảo vệ cơ thể chống lại ung thư phổi và tuyến tiền liệt. Thứ năm, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Căng thẳng oxy hóa xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể. Khi sự mất cân bằng này đang diễn ra, các gốc tự do bắt đầu làm tổn thương mô mỡ, protein và DNA, tất cả đều làm cho bộ não đặc biệt nhạy cảm. Phương pháp điều trị truyền thống các bệnh như Alzheimer và Parkinson luôn đề nghị điều trị chống oxy hóa. Cùng với các bài tập luyện cho não bộ, việc ăn cà chua có thể cung cấp các chất chống oxy hóa quan trọng cần thiết để trung hòa các gốc tự do.
Thứ 6, giúp da mịn màng, tóc chắc khỏe. Cà chua cung cấp hàm lượng vitamin E, B, C, E và K dồi dào, kích thích sự phát triển chức năng tóc khỏe mạnh, cung cấp độ săn chắc và đàn hồi cho da. Cà chua cũng rất hữu ích khi sử dụng như loại mặt nạ tuyệt vời cho tóc và da. Chính vì vậy, nhiều người sử dụng cà chua như một biện pháp chống lại rụng tóc, trị gầu và giảm ngứa da đầu. Xét về da, cà chua được cho là loại bỏ các tế bào da chết và giúp da sáng, láng mịn. Lycopene trong cà chua thậm chí có thể bảo vệ làn da chống lại tác động của tia cực tím, nhưng không có nghĩa là nên dùng thay thế cho kem chống nắng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.